để cỏ mọc trong vườn, để vi sinh vật sinh sôi trong đất, để cây cà phê phát triển tự nhiên, không xử lý các tỉa cành chồi như cách làm truyền thống, là sự khác biệt trong canh tác ở nông trại cà phê rộng đến hơn 100 hecta tại xã Trang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Nhờ lối canh tác thuận tự nhiên này đã giúp cho nông trại đạt được các chứng nhận hữu cơ của nhiều quốc gia trên thế giới. Cây cà phê đưa nó về trồng theo kiểu thiên nhiên, sử dụng những cái phân bón vi sinh hữu cơ, rồi mình làm những cái chứng nhận organic của Mỹ, của Nhật và của châu Âu cho cái sản phẩm của mình, và mình mời đối tác của mình ở khắp các nơi trên thế giới qua đây, họ tham quan thực địa cái mô hình này và họ thấy cái quy trình của mình làm đúng. Cũng với niềm đam mê làm nông nghiệp sạch, Kim Phùng Thủy, một thanh niên trẻ đã rời phố về vườn để theo đuổi ước mơ phát triển nông trại cà phê hữu cơ. Chúng tôi không sử dụng những cái phân bón hóa học mang lại yếu tố độc hại và đồng thời cũng tiết giảm qua từng năm. Cái thứ hai nữa đó là chúng tôi thay đổi kỹ thuật sản xuất cà phê, nghĩa là từ cái phương pháp mà sản xuất cà phê chất lượng thấp thì chúng tôi ứng dụng những kỹ thuật cao hơn để mà tạo ra một cái mẻ cà phê có chất lượng cao. Qua học hỏi áp dụng thực hành mô hình nông nghiệp tuần hoàn theo hướng hữu cơ tại nông trại hơn 20 hecta của gia đình, anh Phước đã nhận được những giá trị to lớn. Hướng của trang trại là đi theo cái hướng gọi là nông nghiệp tuần hoàn, tức là tất cả các cái phế phụ phẩm của giai đoạn này sẽ trở thành nguồn phân bón hoặc một cái nguyên liệu giai đoạn khác. Nói chung là cái chi phí để mà đầu tư cái cà phê chất lượng cao á, thì nó lớn, lợi nhuận thì tất nhiên là nó phải có lợi nhuận hơn so với cái cà phê truyền thống. Thay đổi lối canh tác để cỏ mọc tự nhiên, trồng nhiều cây xanh che bóng, nói không với hóa chất, những nông dân trẻ đang nỗ lực phục hồi và bảo vệ đa dạng hệ sinh thái môi trường của vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên.